Vâng, hiện tại tôi đang có mặt tại Mộ Đức, Quảng Ngãi, với những cái mái nhà đặc trưng miền Trung, những hàng cau, những cánh đồng lúa, thật sự không thể không dừng lại để cảm nhận. Hãy chờ xem. Đất cằn đá sỏi, hãy thương hỡi người sông vắng lẻ loi con đò, hãy tin hỡi người năm tháng không hề nhạt phai, câu hát ru lòng ta người ơi người có vắng nghe lũy che di sản, hãy tin hỡi người năm tháng không hề nhạt phai, câu hát ru lòng ta người ơi người có đi tham gia là hồi năm 64 đó.
qua năm 65, 67 coi như cô bị bác á, lộ. Đi lộ cái là bắt đầu cô đi bộ đội luôn. Năm 67 là cô đi bộ đội luôn. Cô đi đúng đây một năm, qua tháng 2 năm 68 là bị giết. Quanh cái là cô mấy anh đó là bên quân chính trị á. Đất anh hùng sinh du kích ba thơ, trong kháng chiến từ núi rừng sóng mãi, công cho quân giặc chim bao. Như ngàn tiên hát du từ thuở nhỏ, sóng luôn tôi thúc trà muốn phù dân đi, ta đi sau nhà mâu. Quảng Ngãi ơi còn nhớ chăng những ngày phù dân, đò mong về cơn mưa đến xa mình lòng vô. Quảng dập như sao.